Em xin chào tất cả các bác. Ngày hôm nay em xin giới thiệu với các bác một cái mẫu dây quang hàng nguyên bản của Hotech. Đây, Hotech hàng nguyên bản với kích thước là 1,5 m. Đầu dắt rất là chất lượng nè, đầu dắt kim loại và ở trên dây sẽ có những cái mã cũng như là sẽ có chiều mũi tên. Những cái dòng mà có chiều mũi tên thì các bác nên cắm theo chiều để đạt được cái chất lượng nó tốt nhất. Vỏ bên ngoài hay vỏ trong suốt sẽ thấy những cái lõi bên trong rất là đẹp mắt nè, và dòng này sẽ mang đến cái chất lượng rất là hay. Các bác có thể sử dụng để cắm những cái tivi xuống những cái con DAC không qua đường cổng quang, hoặc là xuống những cái amply có tích hợp cổng quang. Và dây quang Hotech 1,5 m bên em đang có giá là 215.000 cho một sợi, và bên em có ship code toàn quốc. Bác nào quan tâm sản phẩm có thể liên hệ với em qua số điện thoại em sẽ để ở trên màn hình, hoặc là mọi thông tin chi tiết em sẽ để dưới phần mô tả. Em cảm ơn các bác đã theo dõi hết video của em.